Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam Toyota Camry. Đây là một sản phẩm mà được khách hàng ưa chuộng khá là nhiều, mới được Toyota Tân Cảng Minh Huy lấy về, xe cá nhân đứng tên, gia đình sử dụng đi khá là kỹ. Hiện tại thì xe này Huy sẽ thông tin cho anh chị nắm, mua xe tại Toyota An Sương vào ngày tháng 8 năm 2014 các anh chị, và bảo trì bảo dưỡng làm dịch vụ ở An Sương là khá là đều. Lần bảo dưỡng lần vào Toyota An Sương gần nhất là ngày 4 tháng 12 năm 2021, lúc đó là xe được 55.000 cây số các anh chị, và hiện tại là xe được 57.000 cây số, lịch sử đầy đủ rõ ràng, cho nên là Huy tin chắc là anh chị sẽ thích cái sản phẩm này. Bên Huy thì cam kết là xe không bị đâm đụng, không bị ngập nước và có bảo hành động cơ và hộp số cho anh chị 1 năm 20.000 cây số, cho nên chị hoàn toàn yên tâm. Huy sẽ đi sơ bộ về phần ngoại thất cho anh chị nắm nha. Xe này chất lượng, có sơn lại rồi nhưng sơn ở trong hãng, cho nên là nước sơn không khác gì nước sơn green là bao nhiêu, anh chị rất là khó nhận ra về cái độ đều màu cũng như là độ cái độ phẳng của cái bề mặt á. Thực sự Huy nhìn rất là phẳng luôn và không nhận ra là xe này đã sơn rồi hay chưa đó, rất là khó nhận ra nha các anh chị. Đây mình sẽ đi chi tiết về phần ngoại thất của xe ạ. Đây cụm đèn các anh chị xem, đầu trong mát nhiều, đi giữ kỹ, sáng bóng luôn các anh chị nha, chưa làm đẹp, chưa làm marukori gì hết. Đó, ga lăng màu rơm, lưới cản chuẩn không anh chị? Khá là chuẩn luôn. Anh chị xem khe hở dưới các chi tiết, có cảm biến khoảng cách từ phía trước luôn anh chị. Đây là bản quy, bản cao cấp nhất của dòng Camry. Đó thì ngoại thất thì anh chị nhìn cái đường găng thân capo ha. Đó, độ bóng độ bóng của nước sơn anh chị nhìn không, rất là đều màu, đường găng kéo dài từ trước ra phía sau, vỏ. Đó, anh chị mua xe bên Huy về chỉ việc lái xe và đi thôi, không cần phải làm gì hết. Chủ xe có thay vỏ tuần thứ 37 của 2018, và hiện tại thì từ lúc thay xe thay vỏ tới giờ chủ xe rất là ít đi, cho nên là chất lượng vỏ khá là ổn và xe được bảo trì, được bảo quản trong mát nhiều, cho nên chất lượng ổn các chị. Anh chị nhìn ha, đây thay độ đều màu của xe không? Anh chị nhìn rất là đều màu, và các cái đường găng đó và cái độ phẳng của cái bề mặt này anh chị nhìn nè, rất là phẳng luôn và đều, rất là khó nhận ra xe này có sơn hay chưa, rất là khó. Tuần thứ 37 của 2018 thay đồng đều ha, thay vỏ đồng đều trước và sau. Gương thì có gập điện, chỉnh điện, nhớ vị trí gương, và mặt gương thì có chấm bóng nước luôn các chị. Đây đèn, đèn led nha, cảm biến khoảng cách ở phía sau, camera rear. Chuẩn có gì, xe đẹp. Nó khe hở các chi tiết, capo, độ bóng, độ đều về bề mặt. Những cái xe mà lịch sử đầy đủ đều như vậy thì anh chị yên tâm. Và ngoại thất thì Huy lái về thì anh chị cũng như anh chị thấy, chưa có làm đẹp, chưa có làm maru, nhưng mà chất lượng xe thì anh chị đánh giá như thế nào? Theo Huy thì anh chị cái sản phẩm này á, anh chị yên tâm, vì lịch sử hãng đều, và bên Huy cũng đã kiểm tra 100 bản 601 rồi, và nước sơn á, thì Huy thấy là độ sơn khá là đều màu, khá là đều màu, và sơn thì chủ xe chỉ làm sơn ở trong hãng thôi các anh chị, Toyota sơn, mà chất lượng sơn trong hãng với nhà máy ha, sơn ở nhà máy thì hầu như là na ná nhau, rất là khó ha, rất là khó để anh chị thấy được cái sự khác biệt của chất lượng sơn. Rồi mình sẽ đi vào nội thất bên trong để mình đánh giá chi tiết về chất lượng của sản phẩm nha các anh chị. Xin mời các chị và các bạn cùng Huy mình xem chi tiết nội thất bên trong của sản phẩm. Đây anh chị xem mới không, cực kỳ mới luôn, gia đình đi sử dụng kỹ. Đó anh chị nhìn ha, có cái khay để riêng cho cái phần cốp sau, để đồ đông lạnh rồi mình cũng đỡ sợ nước. Đây cái này tôi treo lên anh chị. Đó, bỏ sơ cua. Anh chị nhìn không, long lanh không, đi giữ khá kỹ luôn á chị, chưa làm maru, chưa làm đẹp nha.
đúng chuẩn luôn, đúng chuẩn xe gia đình. Keo trùng, yên tâm. Bên Huy thì cam kết đảm bảo xe cho anh chị là không bị đâm đụng, không bị ngập nước bằng văn bản, có giấy xác nhận của công ty, có mộc miết đồ xác nhận đầy đủ, anh chị yên tâm. Rồi, mình nhìn cái độ mới nha. Táp bi. Đó. Ghế. Đó, độ mới, độ rộng rãi, cửa bắt chi tiết, anh chị nhìn không? Mê không? 2014, thực sự bản Quy là bản mà rất là chất lượng, kể cả ngoại thất lẫn nội thất. Nội thất thì khỏi chê, khỏi chê. Option thì rất là nhiều, cùng với là cái chất liệu rất là ok luôn các chị. Đây, có che nắng ở phía sau, tay nắm cửa màu chrome. Vị trí công tắc lên xuống tính auto một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa luôn. Đó, học để ly nước. Ghế chỉnh điện các chị ha. Đây, ghế chỉnh điện mà da là da xịn nha các chị. Da độc lỗ. Đó, qua 5 tháng chất lượng da sẽ không có xuống cấp nhiều anh chị. Không xuống cấp nhiều, anh chị đã sử dụng Camry rồi, anh chị sẽ cảm nhận được. Đó, lót sàn đầy đủ hết rồi. Rộng rãi, thoải mái ha, khi ngồi ở trên. Và ngã ra thì cái khoảng cách chân so với ghế bên tài cũng như là khoảng cách từ đầu của Huy cho đến trần á là rất là rộng luôn anh chị. Thoải mái. Đây. Bệ tựa tay. Đó, có 2000 luôn. Anh chị nào mua mua khuyến mãi cho anh chị 2000. Đây. Đó, có cái vị trí để ly này. Đó. Chỉnh ghế chỉnh điện nha các chị. Đó, chỉnh điện. Ở phía sau này chúng ta có thể chỉnh điện nè, có điều chỉnh âm lượng này, có điều chỉnh là đóng mở rèm che nắng ở phía sau. Mình có thể điều chỉnh là đóng mở từ vị trí này cũng như là vị trí phía trước nha các anh chị. À, vị trí phía trước. Rồi có thể điều chỉnh điều hòa. Điều hòa này được điều chỉnh ba vùng độc lập. Ba vùng độc lập này như thế nào? Bên tài, bên phụ và phía sau này có thể chỉnh độc lập nhau, phù hợp với nhu cầu của người ngồi trên xe. Đó là bản Quy mà chị, bản cao cấp là bản này, bản khá đặc biệt. Đó, cửa gió điều hòa ở phía sau, có thể điều chỉnh hướng gió và độ mở của và cái độ đóng mở của gió. Này, hộp số tự động. Đó. Vô lăng, ghế chuẩn đó anh chị. Gương, gương chiếu hậu là chống chói tự động nha. Đó. Rồi mình sẽ đi tiếp tục vào bên trong để mình xem. Đây, chuẩn lắm anh chị, gia đình đi sử dụng kỹ. Sự khá kỹ luôn. Công tắc lên xuống kính là auto một chạm chống kẹt ở tất cả các cửa nha. Có vị trí nhớ, vị trí ghế này. Thì anh chị đã sử dụng Camry hoặc là chưa sử dụng thì Huy giới thiệu sơ. Nhớ vị trí ghế này, xe này có khả năng nhớ hai vị trí ghế ha, nhớ hai vị trí ghế. Nếu như mà mình set ốc cây, mình cài đặt cái vị trí ghế, sau đó mình cài đặt thì mình có thể nhắn cái vị trí. Đây. Đó, một set là bấm chữ 1, set bấm chữ 2 là ghế tự động nó sẽ set vào vị trí mà mình đã cài đặt sẵn. Khi nào mình vô mình ngồi thì mình chỉ cần bấm vào vị trí số 1 hay số 2 thì nó sẽ điều chỉnh đến vị trí mong muốn mà mình đã cài đặt sẵn các chị. Anh chị nhìn vô lăng không? Đẹp không? Rất chuẩn luôn các anh chị. Huy nổ máy cho anh chị xem qua nha. Xe này khởi động bằng nút bấm. Nút bấm khởi động. Có đàm thoại rảnh tay, điều khiển âm lượng, giọng nói đầy đủ các anh chị. 56.000 chuẩn nha anh chị nha. 56.000 cây số là ô tô chuẩn. Đó, tốc lô. Có thể điều chỉnh trên vô lăng cũng được. Rất là chuẩn luôn anh chị. Âm thanh ổn. Đó, có gương, có gập điện tự động nha. Đó, điều hòa ba vùng độc lập. Đó, hộp số. Có cổng sạc USB đầy đủ hết anh chị. Ok rồi. Xe thì anh chị xem thì chắc chắn là anh chị thích về sản phẩm rồi. Rộng rãi, thoải mái, xe đẹp, sử dụng kỹ. Đây, động cơ. Động cơ bảo trì bảo dưỡng hãng đều, khá đều luôn các chị, ở An Sơn.
cho nên là chất lượng xe anh chị yên tâm. Bên Huy có bảo hành động cơ và hộp số cho anh chị 1 năm 20.000 cây số, cho nên không lo gì cả các anh chị nhé, không lo gì cả. Đó. Từng bộ lon con tán, từng dắt điện, mọi thứ đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng. Và giá bán của sản phẩm hiện tại đang được bên Huy chào bán với giá hiện tại của sản phẩm này là, anh chị xem để Huy coi kỹ lại, 728 triệu anh chị ha, 728 triệu Camry 2.5W bản cao cấp nhất của dòng Camry 2014, mới đi được có hơn 50.000 cây số một tí thôi, rất hiếm có trên thị trường nha các anh chị. Cam kết với anh chị, xem xe là thích. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Địa chỉ công ty bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Hiroshima Tân Cảng. Bên Huy có thu mua trao đổi tất cả các dòng xe qua sử dụng, xe đẹp không lỗi thì bên Huy sẽ mua với giá khá cạnh tranh trên thị trường. Anh chị có nhu cầu thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nhé.